tụi em thì từ em đi học từ 10 tuổi em học có rất là nhiều người thấy là nếu mà tích mà trong bậc mặt mặt của em thì chỉ có thầy trường là làm em từ bé từ 41 cho đến tận khi em đưa em lên 11 6 lên 11 thì có anh Đức Thắng cùng làm cho em tạo cho em cơ hội được đã thầy như là lấy em từ một đến hai ba tập của đá Việt Nam mình đã và thầy được là thật sự đối với em không thầy trường là thầy sống cực kỳ tình cảm mà thầy làm em từ năm 11 cho đến em 21 tuổi thì thầy đều dùng cho em mà em nghĩ nếu như không có thầy trường thì em sẽ không có ngay vì thầy dạy bây giờ kiếm từng kỹ thuật và từng cái cách sống từng lý đối với em thì thầy trường nên nói chung từ bây giờ em cứ sống và có sống thì cứ đã cứ tự tin lên đã con đừng bận tâm đi ngoài. Nói chung kỷ niệm đáng nhớ của em với thầy Trương thì cũng khá là nhiều và hồi xưa thì bọn em nhỏ nhỏ thì vẫn hay chơi game và thầy cùng bắt bọn em chơi game và thầy cũng bắt là bọn em không cho bọn em chơi game nữa và tập trung vào đá bóng và đó là những kỷ niệm bọn em đáng nhớ. Bây giờ thầy Trương đi làm ngoài Hải Phòng và lúc bọn em gặp nhau thì cũng chào thầy và hỏi thăm sức khỏe và gửi em thì em cũng lại ốm thầy thì một cách tình cảm và Tết chỉ có dịp Tết dịp vậy thì bọn em đến nhà thầy ăn cơm và chúc Tết thầy. Thầy Đức Thắng thì bọn em gọi bằng ánh và cũng do gần gũi và thân thiện thì anh Đức Thắng thì là một người là lúc em lên đội 1 thì anh đã tạo cho em trẻ mới lên thì cũng đang non kinh nghiệm và anh ấy cùng truyền tinh thần cho em và cùng tạo cơ hội cho em được ra sân thi đấu rất là nhiều và cũng là người bày cho em trong cách sống các kiểu ấy thì anh Đức Thắng là cũng là một người trong bước ngoặt của cuộc đời của em. Anh Thắng đánh giá rất là cao tài năng của Phan Văn Đức. Có bao giờ mà anh Thắng nói về Phan Văn Đức cũng như là cái tầm quan trọng của Phan Văn Đức trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An dưới thời của anh Thắng không? Theo em suy nghĩ thì ở đội bóng Nghệ An thì không có ai là quan trọng ạ. Thiếu người này thì sẽ có người khác vào thay và cùng giống như các anh ra đi thì cũng có các em trẻ lấp vào thì em nghĩ là cũng không khá quan trọng đâu cái đấy thôi. Anh ấy cũng là một người hãy bay dạy cho bọn em từng lý từng tí và nói chung ra ngoài xã hội như kiểu lúc bọn em thành công về thì anh ấy cũng bay là mình phải lễ phép hoặc là cứ bình thường các kiểu chất dùng cứ rồi lúc em bị áp lực lúc em đi U23 về và bị áp lực khi đá khán giả và nghĩ mình phải đá phải bắt buộc phải đá hay thì anh ấy cũng nói là em cứ anh Thắng cũng la mặt tinh thần cho em là nói em cứ thoải mái đi mà đã đừng có bận tâm đến khán giả và em cũng đã giữ được phong độ đến cái thời điểm lúc em mới về. Mình nói về thầy GD đi, nếu không có thầy GD thì Phan Văn Đức bây giờ đang ở đâu? Thầy GD cũng là một người khá quan trọng với em và thầy GD là cũng là một người là lúc em đã U21 thì thầy cũng xuống xem em đã ở dưới Cần Thơ U21 quốc tế và thầy GD là giới thiệu em lên đội tuyển U23 Việt Nam cũng là những ngày cuối cùng để U23 sát hạch danh sách để đi qua Thương Châu Trung Quốc đã thì em đó là một này, em thì cũng chưa tiếp xúc với thầy AD nhiều nhưng mà đó là những cái và đó là thầy người thầy đã giới thiệu em lên và em được có ngày hôm nay thì thật sự em rất chi là cảm ơn thầy. Trong những lúc mà gặp nhau thì hai thầy trò liên lạc với nhau như thế nào? Có cái cách nói chuyện với nhau như thế nào? Kể cả là không bằng ngôn ngữ? Không bằng ngôn ngữ thì cũng khó khả. Chỉ là nhìn nhau cười bao bọc bắt tay thôi chứ cũng ít không. Tiếng nó không nói được thì khó, hơi khó thật. Đức có biết là thầy GD đánh giá mình tốt ở điểm nào hay không?
thật sự thì cái chạy thì em cũng biết, thì em cũng chỉ được biết là thầy giới thiệu em lên thôi, chứ em cũng không biết được là thầy thích em ở điểm nào hay cái gì. Thầy Gede đã mất rất nhiều thời gian để lấy toàn bộ những cái số liệu thông tin về Đức, thậm chí là cắt cả cái băng hình của Đức để chuyển cho thầy Park. Và đấy là cái cách mà thầy Gede đã thuyết phục thầy Park gọi em lên, bởi vì em là người gần như là chốt danh sách. Thật sự em cảm thấy rất là xúc động khi mà có thầy Gede đã làm từng lý từng tỷ để được để đưa cho thầy Park để xem em lên, thì em thật cảm thấy rất là nể phục thật, vì là người Việt Nam thì ít mà làm từng lý từng tỷ như thế, mà thầy Gede đã làm được từng lý từng tỷ như thế thì em thì cảm thấy rất là khâm phục thầy. Thật sự thì em cũng cảm thấy rất là may mắn thật, vì là vừa đấy là U21 nhưng mà vừa đấy là U23, và em cũng là người tập trung lên sau cùng luôn, thì em cũng thấy là đó rất là may mắn của em. Em đi nói chuyện với thầy Bác thì thật sự là rất chi là nhiều kỷ niệm nói về em luôn. Thầy Bác là cùng người đưa em đến cùng là người đưa em đến thành công ngày hôm nay, và nói chung là rất chi nhiều kỷ niệm. Thầy Bác thì cực kỳ là vui tính và dễ gần và gần gũi với học sinh, và thầy Bác thì luôn luôn là cứ thích làm cho đùa cho cả mọi người, và cả nói chung là thầy cứ quan tâm từng người, người nào thầy cũng quan tâm cả, không phải ai cũng như ai cả. Vì cái lúc bọn em đã bên Thương Châu thì thầy cũng đã nói là các em cứ đã hết mình đi, và mình là con người Việt Nam, mình sẽ làm được, và bọn em cũng đã cố gắng chiến đấu hết mình vì thầy. Còn em nhớ những cái kỷ niệm thành công thì em không nói, nhưng mà cái lúc em trận thưởng như lúc này thì lúc nào thầy Bác cũng gọi và quan tâm em, hỏi trận em như thế nào và đã đi mổ ở đầu chưa, và thầy cực kỳ lo lắng cho em. Và cùng đến thời điểm hiện tại thì giờ thầy Bác cùng xuống đấy, và thầy Bác cùng rất là quan tâm em và dặn cho em là phải tập bác sĩ trói và cùng gửi gắm cho em, đây rất là tốt. Thầy Bác thì làm vào em bên chuyên môn thì thầy ra sân tập, vì thầy phải bắt buộc phải tập trung 100%, và thầy bày dạy cho em những cách đứng vị trí hoặc là cách chạy trốn như sao, thì thầy cũng đã dạy bay cho em từng lý tỷ cả, thì em cũng đã tiến bộ dần, và em cũng sẽ cố gắng, khi mình đã được trao cơ hội đấy thì em cũng không cặn cố gắng không phụ lòng thầy đã trao cơ hội và tin tưởng mình. Đối với thầy Bác thì không phải em thì thầy Bác vì như vậy, mà thầy Bác thì đối với thầy Bác thì ái cũng thầy cũng dành tình cảm như thế luôn, cho nên là em thật sự nể phục thầy, là ái thầy cũng như ai cả, cho nên là thật sự em thấy thầy Bác là một người sống cực kỳ tình cảm, cực kỳ gần gũi. Thầy Trường hay thầy anh Đức Thắng hay là thầy Ghi Đê và thầy Bác thì mỗi người thầy đều có cái giai đoạn quan trọng của em, thì giai đoạn từng bước tiến của em thì tất cả mọi người thầy đấy thì mọi người thầy nào cũng là đáng kính nể với em, và thật sự là em qua đây thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy và cùng các thầy trợ lý, cũng như các thầy đã dìu dắt em từ nhỏ đến lúc em thành công như thời điểm này, thì cho em gửi lời cảm ơn và lời cảm ơn đến sâu sắc, và cũng như em sẽ cố gắng hồi phục và quay trở lại để không phụ lòng mọi người đã dạy em như trở thành như em nay.